Đây chị anh trả lời này. Cái này loại này rẻ lắm mà nhiều luôn đấy anh. Cái này sáng nay cũng có người bán cho em ấy, nhưng mà không có đắt đâu anh ạ. Đấy, thấy chưa anh em, thấy chưa? Nó loại này nó có là màu nhưng nó không được đẹp. Hello, chào anh em, chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm video để gọi điện trực tiếp cho những người nổi tiếng, như nổi tiếng về chim màu, có anh Trương Tây Lo và anh Huy Tây Hồ và chị Hạnh Béo nhé. Thì để chứng minh là những con chim mà mình đăng lên là có phải chim màu hay không thì anh em theo dõi video để mình thực hiện cuộc gọi cho anh em và nhắn tin cho anh em. Alo anh Huy à? Ê. Em Trọng à, em hỏi cái. Cái con xám mà đợt anh bẫy ở dưới chỗ thằng Hiếu ở dưới Hưng Yên đấy, con đấy là màu giống như cái con em gửi cho anh bán nãy không nhỉ? Anh cũng không chưa để ý. À chưa để ý. Cái con đấy đợt anh bắt được bị sỏng rồi đúng không? Nó cà phê mà, xám gì đâu. Màu kiểu xám tí em gửi cho anh trên video à. Và nhiều người cứ bảo con đấy nhuộm mà trong khi đó màu rất đẹp. Anh thử xem xem nhá. Ai? Mới bắt được à? Có thằng ở trên này nó mua của dân được con anh hiểu không? Thì hôm trước em lên hôm quay thì nhiều người cũng nhuộm, nhưng những con đấy là màu xịn rồi, vì là trên em mọi khi em quay đầy màu, loại ý nó ra không hiểu tại sao cũng nhiều lắm nhá. Như năm ngoái 4 năm con ạ. Không hiểu. Và anh thử xem em nhá, xong có gì nhắn tin em phát. Ok. Anh em nhé, để anh ấy trả lời, vì là con xám ở Hưng Yên nên là em cũng bản thân em cũng xuống đấy và cũng quay video cho anh em xem rồi. Thì cái con này đây này anh em ạ. Chim đôi tròn. Đây này. Không, chim đôi tròn. Đây. Còn đuôi nữa là hết là. Đây con xám em quay hôm trước này. Đây. Đó, cái con xám hôm trước mà nhiều anh em bảo là nhuộm. Đây, các bác. Em vừa gửi cho anh Huy, mà trong khi đó hôm nay em sẽ hỏi những anh em chuyên chơi chim màu và nhưng anh Trương Tây Lo thì em sẽ cũng hỏi, và tí sẽ hỏi Hạnh Béo đó, chị Hạnh đó, để xem đính chính em con này con xám hay là không, con này có phải đột biến xịn hay không thì anh em mới biết được, chứ không anh em cứ chưa được nhìn bao giờ anh em sẽ nghĩ là con đấy là cái chim nhuộm. Để chờ anh nghĩ đây đã. Màu sao á? Màu cà phê mà, cà phê nhạt mà. Đúng màu đúng không anh? Giống giống màu con hôm anh bẫy được đúng không? Và cơ bản là phải hỏi các anh chuyên chim màu nó dễ hơn. Màu này nó rẻ tiền thôi. Rồi nó biết là rẻ rồi nhưng mà nó ý là nó là màu xịn à. Thì hỏi. Vâng. Ok nhá. Đây ổn hơn. Vâng. Màu chuẩn mà. Vâng, ok anh. Vâng, anh cho anh. Đó các bác nhá. Anh Huy đây. Đây các bác này. Đây vào xem trang cá nhân. Đây. Anh Huy Tây Hồ này là anh chuyên dòng chim màu đây. Ghép đẻ đây. Ghép sinh sản chim màu đây. Đó. Chuyên chim màu. Thì anh cũng có đợt mà con ở Hưng Yên anh cũng có bắt được một con. Và con đấy anh bị sỏng rồi, đợt đi anh nói bị sỏng thì phải. Thì hôm nay em sẽ hỏi vài người để cho anh em xem thực tế là có nghĩa là đính chính em đúng màu hay không. Vì là những anh em không biết, mình phải hỏi những người mà chuyên về màu thì mới biết được. Đó, bây giờ em sẽ hỏi nhắn tin cho chị Hạnh Béo nhé. Vào đây anh em nhé, em vừa hỏi cho chị Hạnh này. Alo chị Hạnh ơi, em Trọng đây này, em hỏi cái chim loại màu này đây, vẫn cái màu này đây anh em. Đây các bác này. Đây. Chim thay lông voi gần xong. Đấy, cái con hôm trước em đăng này. Và cũng rất nhiều video của con này em lên rồi. Và chị Hạnh có trả lời này. Đây, đây em cũng có, đây con năm ngoái đây. Con năm ngoái đây anh em ạ. Chân hồng mỏ hồng này. Thì em sẽ ghép cái ảnh của nó lên màn hình. Đây chị anh trả lời này. Cái
cái này loại này rẻ lắm mà nhiều luôn đấy anh. Cái này sáng nay cũng có người báo cho em ấy, nhưng mà không có đắt đâu anh ạ. Đấy, thấy chưa anh em, thấy chưa, nó loại này nó có là màu nhưng nó không được đẹp, nói chung màu xịn không phải đẹp nên nó không được đắt. Đó, đây là năm ngoái chị hỏi em nó chuyển đèn. Quan trọng mà ý em hỏi là cái loại trường hợp như này thì chị gặp nhiều chưa? Nó phải màu đúng đột biến không? Vì là bản thân em cũng chị cái nó đợt mà chị gọi em hỏi con chuyển đèn đấy, đấy em cũng quay được rất nhiều dòng này rồi, gặp loại màu này cũng rất nhiều rồi, khá là nhiều rồi. Nên nhiều người người ta không biết, người ta cứ bảo là chim nhuộm à, rất khó. Đó. Đây, vừa em hỏi nốt anh Trương này, Trương Tê Lo này. Anh Trương đợt em có hỏi em con Hoàng Khuyên. Thì đây, em cũng gửi ảnh và video y xì thế nhá. Đó, quê em loại này đời này. Quê em loại này màu này cũng có gặp nhiều, khá nhiều này. Đây, theo kinh nghiệm chơi chim màu của anh. Đây các bác này, theo kinh nghiệm chơi chim màu của anh thì trong trường hợp này em nhổ cái lông cánh để sau một tuần em nó mọc lại thì sẽ biết được chim thật hay là chim nhuộm em nhé. Đây em bảo là em nhổ, em cũng nhổ nhiều lần, em bảo em nhổ và mọc lên lông non như cũ luôn và cũng có theo mấy năm ngoài thiên nhiên. Đây anh còn trả lời này, anh bảo đúng vậy, là chim đột biến rồi em. Đó, đây anh Trương Tây Lo nhá, anh Trương này. Anh Trương Tây Lo này. Vì là em phải làm video để cho anh em hiểu là đó là con chim màu thật sự, chứ không phải là em không điên em đi nhuộm xong em đi thả ra xong em đi bẫy về làm gì cả mợ. Em khẳng định luôn một câu, các bác cứ thả một con chim ra ngoài thiên nhiên xem các bác bẫy lại hay không, và các bác có liệu có nhìn được nó hay không, vì nó sẽ chuyển thung nó đi rất xa chứ không phải gần này khu vực đấy. Vâng nha. Đó, còn cái loại màu này nó không được đắt. Màu này không được giá cao, đúng không? Màu này như anh chị Hạnh nói là cũng quá nhiều, chứ không ít. Có anh Huy Tây Hồ là đây anh Huy đây. Anh Huy này. Anh Huy này em cũng gửi cho anh này. Bảo là anh Huy cũng bảo là đấy em gọi điện ban đầu nên là anh bảo là giống màu của con anh bẫy ở Hưng Yên mà đợt em có xuống Hưng Yên em quay là anh có bẫy được nhưng con đi sỏng mà đợt lâu lâu anh nói chuyện anh bị sỏng rồi, giá nó không cao. Anh Huy cũng vừa nói là giá không được cao, nói chung là nó màu thực sự đó. Đây video này em làm video để cho làm cái video này để đính chính cho anh em biết là đây là con chim màu xịn anh em nhé. Đó chứ không phải là con màu gọi là em nhuộm ra thả về thiên nhiên để quay em đi bẫy kiểu như là quay để em câu view làm gì cả. Vì nhiều anh em nghĩ em câu view và em nghĩ em thả ra ngoài thiên nhiên để câu view thì nhiều anh em cũng chắc chắn là nhiều anh em cũng không hài lòng vì cái video của em, vì là những con màu đấy thực sự nhưng anh em không hiểu, anh em lại nghĩ em là chim màu nhọn nhưng thực chất ra là người ta không hiểu, như anh em mà chơi anh em không hiểu được nên rất là khó đấy. Thì hôm nay em hỏi tất cả chuyên gia là có anh Trương Tây Lo, chị Hạnh Béo người Nam Định và anh Huy Tây Hồ. Thì anh Huy Tây Hồ cũng có trang trại chim màu và chị Hạnh cũng có trang trại chim màu, còn anh Trương thì anh chỉ có nuôi chim màu thôi, anh không làm trang trại. Có nghĩa là vua chim màu anh Trương là vua chim màu và khuyên màu các kiểu hàng đột biến gen đó. Chào anh em nhé, để hẹn em video tiếp theo. Hôm nay em làm video này thì bây giờ anh em sẽ xem những cái hình ảnh những con chim từ ngày trước và những con chim hôm trước em có quay của người dân, người ta mua lại một lần.